là bố ta. Này ex của ta đừng lo làm chi vì ta đã tới mặt cũ con. Nào nào mình cùng cùng nhau sông pha, mau mang cô ex để trở về nhà. Nào nào mình cùng cùng nhau sông pha, chơi cho hai vun biết sức mạnh của bố già. Quăng cho cái phone, quăng cho cái phone, quăng cho cái phone, ta cùng chơi hai ta. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ để ủng hộ thêm cho mình nha. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai, chiều ngày hôm nay đi, mình sẽ có tập mới nhất của Hải Tặc Đại Chiến nhé. Ok và cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi thì mình đã có gọi là đập heo và nạp 1 triệu game này anh em ạ. Ok, lâu lắm rồi mình mới làm nhiều như vậy đấy. Rồi chúng ta sẽ đây, mình đã nạp vào trong cái GoSuPay đây. Thì trừ khi anh em là bảo mình chém gió. Bảo ngày chém gió nó có nạp đâu mà nó cứ chém gió thế. Đây nha anh em. Mình vừa nạp 1 triệu được 11.000 GoSu. Đấy, mình vừa nạp xong. Đây cái tổng số GoSu hiện tại mình đang là 11.960. Mình còn thừa khoảng 960 GoSu cũ nữa của mình nữa ở đây nữa. Nó khá là ngon anh em ạ. Mình sẽ vào mình mua một số cái gói nhá gì đấy. Anh em nạp trên cái GoSu này cực kỳ rẻ nhá. Mà mình khuyến khích anh em mà nạp vào cái đầu tiên này, nạp trực tiếp ấy. Nạp trực tiếp thì nó sẽ từ được 10.000 đồng anh em sẽ được 110 GoSu. Nó rẻ nhất. Đừng nạp mấy kiểu kia. Nạp kiểu này thì ngon. Nạp 1 triệu anh em được 11.000 GoSu, anh em nhân lời được thêm 1.000 GoSu nữa. 1.000 GoSu giá là anh em nhân lời 100.000 đấy, đừng đùa. Có nghĩa là nạp 1 triệu mà được chỉ có giá 900 thôi. Quá ngon rồi gì đúng không? Rồi mình sẽ chọn cái máy chủ CB74 mình nạp một số cái gói vào ấy. Tại vì mình đang có, mình cho mấy con lên 9 sao anh em. Zinbi, à không phải, Zinbi hơi khó. Moria 9 sao. Và thằng Kit lên 9 sao. Nhiều bạn bảo là anh nạp vào cái gói anh nạp vào cái gì nhỉ? Đây này. Anh nạp vào cái quỹ trưởng thành version 2 này. Giá chỉ có 129.000 thôi. Nó sẽ được rất là nhiều game. Mình sẽ nạp vào gói này nha anh em. Gladius thành GVN này. Nó là cái nào nhỉ? Thời tháng này. Quỹ trưởng thành à? Quỹ trưởng thành là cái nào? Nhưng không có anh em ạ. Ở trong này không có quỹ trưởng thành rồi. Đúng rồi, trong cái phần nạp này nó có một số cái nó không có đâu. Gói 3.600 động thần đơn sự kiện này. À, quỹ trưởng thành chỉ có 900 GoSu anh em nhá. Mình có 960 GoSu cơ. 900 GoSu chắc là chưa đến 80.000, là mấy nghìn rồi. Mình sẽ mua cái quỹ trưởng version 2 nha anh em. Rồi, 900 GoSu mình sẽ trừ 900 GoSu đi nha anh em. Chúng ta sẽ đấy, bạn đã mua vật phẩm thành công, mình sẽ vào game và sẽ có cái vật phẩm ấy luôn. Ngon nghẻ ngay. Ngon stream ngay. Yeah. Chúng ta được cái gói này rồi. Để ra ngoài phát ưu đãi này. Và phần ưu đãi nha anh em, quỹ trưởng thành version 2. Đây, đã kích hoạt này. Ui. Nhiều game lắm anh em ạ. 90 sẽ nhận thêm 2.000 game nữa. Ok, tổng cộng là tôi sẽ nhận được tổng cộng là 5.500 game và 500 điểm VIP AP. Ngon ghê. Chúng ta sẽ trả lời một vài câu hỏi ở đây. Tên đầy đủ của Luffy là gì? Monkey D. Luffy. Dragon D. Luffy. Vãi cả đạn luôn. Cái này sẽ được thêm mấy cái hòm để nâng cấp cái huy hiệu. Vai trò Franky là thợ đóng tàu anh em ạ, không phải lái tàu đâu. Lái tàu là của Zinbi nhá. Anh em nào nhầm lẫn hai cái đấy với nhau nhá. Luffy không làm gì khi cứu A. Nguyện ngục cơm ngục. Cướp pháp trường, thả bom nguyên tử, vãi cả đạn. Luffy thả bom nguyên tử với vãi trưởng nhé. Người có Haki gió vương là với Usopp là dĩ nhiên là thằng Bucky rồi. Chém gió thành bão, Haki gió vương. Người đàn ông mạnh nhất thế giới chắc là dâu trắng. Còn Kaido là sinh vật anh em ạ, sinh vật mạnh nhất thế giới. Người đàn ông phải là dâu trắng anh em nhá. Tôi nhận thêm được thùng này, ngon ghê. Là thật ra thì cái này là chúng ta đã được cái gì nhỉ? Là một đống đồ luôn. Ok, chúng ta sẽ chiêu mộ đại hải tặc này. Nói chung còn nhiều lắm, nhiều thứ lắm anh em ạ.
phải nói. À đây, mình đã cho thằng này lên 9 sao rồi anh em ơi. Moria, Gecko Moria 9 sao rồi. Lắp một số cái đá, một số cái quần áo gì đó ngon ngon lên một tí. Mình sẽ vào đây thám hiểm nhận mấy cái này đã. Chuyên cấp nhờ, cuộc đời nhọ vãi. Chuyên cấp để hoàn thành xong nhiệm vụ kia. Tôi còn thiếu một cái con tôi còn thiếu một cái con gì nhỉ? Quên béng rồi. À đây, thiếu một con sinh khí mà không biết tìm đâu ra. Đang đợi lên level để nhận những phần thưởng này cái. Man. À, chắc là tôi phải đi đánh nhau ở trong cái kia nữa. Hạm đội mũ đít đó. Quên. Tôi phải đi đánh nhau ở trong cái này, chiến trường này, quên này. Ui rồi, tôi đâu? Mình đâu? Đây anh em ạ, tôi là pháo đài. Ui, mũ đít là như kiểu là một cái căn cứ nhỉ? Một tòa thành luôn. Mình là một cái pháo đài. May quá mình chưa bị bắn hạ anh em ạ. What the hell? Nhìn này, tôi vẫn còn sống. What the hell man? Tôi sẽ đi đánh nhau cái. Từ từ á. Ui, thằng bang chủ của nó là 672. Cái này chỉ có vũ lý đánh được thôi. Mình không sao đánh được thằng này. Ui, 652 vãi cả đạn. Sao nó có nhiều tòa tháp nhỉ? Sao bên mình có một tòa vậy? Có mỗi mình là một cái vãi đạn, có mỗi mình là một cái kiểu tòa tháp canh ấy. Vãi cả lồng đèn trung thu luôn ạ. À, có một thằng sẽ bị đánh này. Một rốc ngân Nga này. Ui, 363. Nó khỏe lắm. Đánh đó là nó thịt chết đấy nha anh em. Ui dồi, 363. Có khi bị đấm nhau mày vỡ mồm mày. Làm sao ăn được bọn này? Từ từ á. Tôi cần phải có thêm lực chiến để mình đi đánh đã. Tôi đang hết nhiều quá, hết sạch như thế này rồi. Tôi đang lấy belly lên phát. Belly dùng luôn. Tôi cần kiếm thêm belly anh em ạ. Ok. Belly. Mấy cái XP này cũng cần này. Trời ơi, tôi cần hết này để nâng cấp cho bọn nó lên cấp ấy. Đá này. Chẳng biết có lên nổi không. Thằng kia là 10, 11 sao à? Nó khỏe thế. Không đánh nổi luôn ạ. Đây là không khó đánh quá. Chúng ta dùng cái huy hiệu nghề phát này. Ra một đống luôn này. Làm nào đánh bây giờ nhỉ? Muốn cho Jinbi lên 8 sao cái nhưng mà khó lên quá bạn ơi. Tôi có con này. Nhưng mà tôi thiếu 3 con hệ nhanh nhẹn nữa đào ra. Đào ra hệ nhanh nhẹn đây. Trời ơi là trời. Đã đâu ra đây bạn ơi. Nhanh nhẹn đi nào Lulu. What the hell, cái gì ôi nhanh nhẹn ngon ghê. Đi vào trong này mua phát nhờ. Đang có 7.000 nữa. Mua cái này này. Mua cái này này. Ok bạn ơi, mua hết mấy đống này đi. Tôi đang gọi là tiêu game lên khoảng 15.000 để lấy thằng lo anh em nhá. Cái này luôn. Nhìn ngước cả mắt. Cái này luôn đi. Mua hết. Rồi, mở. Tối nhanh nhẹn là hình như tối nhanh nhẹn mình có nhanh nhẹn ở đây nhá. Nhanh nhẹn thì mình có con Hina có thể lên 5 sao này. Ui nhiều quá. Nhiều dã man ạ. 1 2 3 4 5 6 4 tướng 1 2. Đây rồi. Đủ rồi anh em ơi. Tôi thiếu một con anh em. Thiếu một con. Đấy con nào đây? Con này nhá. Như vậy tôi thiếu hai con 5 sao nữa. Đào ra hai con 5 sao bây giờ. Khó hơn lên trời. Chiêu mộ bạn ơi. Chiêu mộ miễn phí này. Cái này ui, nó ra mấy con hay sao. Thôi. Luffy Kid. Luffy Kid tôi cần đâu? Tôi cần nhanh nhẹn anh em ơi. Lulu, trời ơi là trời. Zoro 4 sao à? Mones. No. Tôi cần phải lên mạnh lên tí. Lulu. Ok. Khá nhiều thứ nhanh nhẹn. Buggy à? Buggy hệ đấm. Kumadori. Hệ não. Kumadori vứt đấy đã. Ok, cái này không thể chiêu mộ quá nhiều. Moji. Gì đó. Buchi 2 sao, mấy con 2 sao mình vứt hết. Mr. 5 có này nhiều nhỉ? Hachan. Ôi, nhiều. Ôi, tôi còn một cái này. Tôi chiêu mộ hết. Vẫn quá. À mình đổi sang cái tàu Fish Tiger nha anh em. Để test thử xem cái Fish Tiger nó có khỏe hay không. Mình nghĩ là nó cũng khỏe đấy. Nó khả năng là gây câm lặng trong vòng 2 lượt. Tôi cái gì đây? Thêm gỗ à? Ok. Gỗ nâng cấp tàu thôi.
Bây giờ thì làm gì đây? Tướng à? Tôi sẽ cho tướng nhanh nhẹn lên nha. Nhanh nhẹn lại có Hina. Hina lên tiếp à? Cho thằng Mr. 2 lên đi. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, hết luôn ạ. Hết luôn tới 4 sao ạ. Ui, thiếu ạ, thiếu. Thiếu tướng 3 sao này, đào đâu ra đây? Nào, đâu ra đây bạn ơi? Thế mua gói gì không ta? Đi đánh nhau cái. Xem nào. 249 à. Cái này sẽ rất là nhiều cái năng lượng này. Gói mừng 20 tháng 11 à. Mình mới mua gói gì nhỉ? Cái này sẽ ra thêm hòm này. Ra thêm hòm thùng bia này. Tôi sẽ làm cái gì đây? Làm cái lồng đèn du thu gì đây? Tôi đang suy nghĩ là mua gói gì nó hợp lý. Mua gói này đi anh em. Gói VIP 500. Mình mua gói gì bây giờ nhỉ? Suy nghĩ sẽ mua gói gì? Suy nghĩ nào người anh em ơi. Gói này sẽ cho mình nhiều nguyên liệu để mình nâng cấp hơn. Gói kia sẽ cho thêm nguyên liệu để nâng sao. Ui cái này là 6 à? 499 ạ. Cái này mới là ngon này. Cái này mới ngon này. 500.000 này, VIP 2.000 điểm này. Gói trên thì nó sẽ khá nhiều. Tôi đang suy nghĩ là xem. Có thêm cả đồ nữa. Nhưng mà dưới thì được thêm game anh em. Dưới thêm có game. Cũng là một cái gì đó khá lưu tâm. Rồi bây giờ lên cấp mình có 6.000. 6.000. Cho con nào lên cấp bây giờ nhỉ? Moria chăng? Nhét hết cho Moria chăng? Hay cho ngày lên 200 đã nhở? Moria tạm thời thế là cũng ổn rồi đấy. Không phải nói là quá yếu. Wow. Bây giờ sẽ cần rất là nhiều cái này nữa này. 590 vàng thì không cần quá nhiều đâu anh em nhá. Rồi thì mình đi đánh để kiếm thêm anh em nhá. Tôi đi đánh để kiếm thêm cái. Tôi sẽ vào trong cái phần phụ bản này. Chiến trường này. Không phải chiến trường, nhầm. Đảo trời. Ok, thu hoạch kim cương anh em ạ. Có lẽ mình sẽ chuyển hai cái mỏ này, mỏ vàng hết. Mình đập cái này đi. Ôi trời ơi, nâng cấp nhầm rồi. Càn quét. Đâu rồi? Cho tạm ngày vào anh em ạ. Fist Tiger. Rồi, chúng ta đánh con boss này luôn đi. Tấn công. Tàu Fist Tiger là Fist của tàu của... Fist Tiger à? Có phải là tàu của ấy không nhỉ? Của ông Jinbi không nhỉ? Có lẽ phải là thế sao? Hình như là đúng anh em ạ. Chúng ta sẽ xây lại mỏ đồng anh em nhé. Xây dựng phát nâng cấp cho nó mắc lên cái. Kiếm đồng, kiếm vàng. Rồi, sau kiếm vàng xong thì cứ vứt đấy đã. Chiến dịch này. Cái nguyên liệu này, tôi thấy nguyên liệu cần thiết lắm này. 95 mới mở cái này á. Càn quét, mua mắc anh em. Có chữ hạn càn quét này. Rồi. Thiếu một thằng anh em à. Rồi. Trời ơi. Nhầm rồi, cho thằng kia vào làm cái gì. Không hiểu lắm. Cho cái tàu Fist Tiger vào là thành ra là nó sẽ hơi bị yếu. Cảm giác như vậy. Càn quét này phát. Fist Tiger em ơi. Lên nào. Cho ngày lên thì mình có cảm giác nó hơi yếu nhỉ. Thằng đấy mình nghĩ mình sẽ nên bỏ đi. Mình nghĩ không cần thằng đấy đâu. Tôi đang cần, bây giờ đang cần tướng nhanh nhẹn anh em ạ. Tôi cần rất là nhiều tướng nhanh nhẹn luôn. Tôi đang có bao nhiêu cái thùng đấy? 5 thùng à? Hay chưa mộ luôn cả 5 cái nhỉ? Để cho thằng kia lên 8 sao cho nó khỏe hơn ấy. Cho mộ đây anh em ơi. Lỗi này. Glugutter. Cái lồng gì đây? Má ơi. Không ra anh em, nó toàn ra cái gì ấy? Toàn ra mấy cái tướng vớ va vẩn gì đó. Ok, Kumadori này. Không cần, con này tôi không cần hệ này. Tôi cần tướng nhanh nhẹn anh em ạ. Nhanh nhẹn thì nhã. Triệu hồi được ở trong túi. Túi ra, nhanh nhẹn đây anh em. Một tướng 5 sao nữa. Robins, ok. Robin, 4 sao. 5 sao luôn này. Hawkins, ngon rồi. Lên sao nào anh em ơi. Zoro à. Rồi đấy, nhanh nhẹn có lẽ mình đã đủ anh em nhá. Ngon stream, ngon quá rồi. Ngon. Ok, bây giờ tôi sẽ cho nhanh nhẹn lên phát nhỉ. Đâu rồi?
thằng này đúng không, thằng ZB đúng không, thằng kia lên 9 sao làm mắc rồi, hiện tại chưa lên nữa. Rồi, ok, thiếu à, ba con đùa nè, 1 2 3. Hawkins lên thì cũng hơi phí nhưng không được, không sao, thức tỉnh. Ây da, hello baby, chào mừng bạn đã lên được sao nữa. Lực chiến là 72.000. Oh my god, cho ngày lên 200 luôn nhờ, cho nó khỏe cái đúng không. Lực chiến mình sẽ đạt được hơn 400.000 đấy, theo mình đoán là như vậy. Ok, mình sẽ mua cái gói kia đi. Đâu nhờ, mình sẽ tại vào đây tiếp nhá, mình sẽ mua cái gói gói lồng bàn gì đó nhờ. Đây đây, mình sẽ Vào đổi Wosu tiếp. Hải đăng đại chiến, xem M74. Xem M74 đâu rồi. Xem M74. Mình chỉ chơi duy nhất một server thôi anh em nhá, không chơi nhiều. Mình sẽ mình thấy là cái đấy là ngon nhất rồi. Gói 20-11, cái gói gói này sẽ giúp chúng ta tăng thêm cũng ngon. Có thêm vàng, có thêm belly. Nhưng mà dưới nó sẽ mở hòm thì ngon hơn. Mua cái nào nhỉ? Cái trên thì cũng ngon anh em ạ. Cái dưới nhiều game hơn. Có thêm mảnh của cái này để ghép ra đồ xịn cơ. Bây giờ cái mảnh này thì tôi không quá cần nữa rồi. Bia có thể kiếm bằng nhiều cách khác nhau mà. Không tiếp vào cái này. Cái trên đấy anh em, cái trên ngon hơn. Thế nào? Mình đang suy nghĩ là xem nên mua cái gì. Cái này không ngon bằng cái trên này, cái trên ngon hơn. Rồi mình sẽ mua cái trên nhá, để kiếm thêm VIP hay mua cái mở dưới nó đã nhỉ. Cờ lờ cờ tờ luôn đấy, mở luôn cái dưới đây, mua cái dưới. Ôi trời, ấn mua luôn rồi à? Chết rồi. Mua luôn rồi bạn ơi. Đây, nhận luôn. Ui giời, nhiều hòm lắm. Thêm được cái gì này, 5 trái cây quỷ luôn anh em ạ. Ui, vai, vai cả đẹp. Ngon rồi. Ô, con này cầm cái kia đi. Cầm cái này hộ tao cái. Mày cứ cầm cái thứ gì linh tanh tinh vớ va vẩn. Hắc thằng này ở đích kèm đồng cầm đồ mình anh em ạ. Nó toàn đồ ngon rồi. Túi đồ này. Chẹp 10 cái này kia kìa. Ngon đấy. Mở nhá. Mở. Một thùng bia thôi anh em, có một thùng bia thôi. Nhưng mà đừng nhiều game. 3 thùng bia luôn. Ui, ngon vãi. Thấy ngon vãi, tất cả là 4 thùng bia anh em ạ. Mà chỉ có 80.000 4 thùng bia. 80.000 bạc. Quá rẻ. Quá là rẻ. Quá là hạt rẻ luôn. Ngon rồi, bây giờ sẽ nâng cấp thôi. Bây giờ sẽ nâng cái túi đồ cái này. Nâng sẽ nâng cái gì nhỉ? Cái này lên. Belly P. Không biết có đủ không ấy, không đủ rồi. Không đủ thì nâng cho con khác lên cấp được. Nâng cấp cho con này lên. Hết luôn tiền ạ. Sợ thật. Được chứ, tăng cường ở đây anh em ơi. Đánh nhau nào. Đánh nhau nào, phụ bản nào. Hạm đội nào. Không biết tôi đấm được thằng ở trong này không ấy. Không biết tôi đấm được thằng này không nè. Tôi muốn đấm với thằng Brock Ngân Nga này anh em. Thằng này yếu ấy. Thằng này 82.000 lực chiến này. Yếu vãi. 87. Mấy thằng ở dưới bị đấm cho sấp mặt rồi anh em ạ. Anh em chẳng để lại cho thằng nào nó vừa vừa cả. Còn thằng yếu như Sen này, 349 à. Thằng này cũng khá ghê đấy anh em. Và NL thần sấm kìa. Ui, thì mày PK ngon lắm. Theo cảm giác mình là PK ngon lắm. Không biết tấn công này có được không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết có được tấn công được không. Thằng này 11 sao anh em ạ. Thằng này là 6 sao. 250 luôn. Ôi ôi. Nó cần là team mất anh em ạ. Một mình cần team, level 90. Ui, đánh thử nhá. Không biết nó đánh được không nữa. Nhìn có vẻ là sẽ bị Sida thần trưởng lắm. ok. Đánh thử nhá. Nhìn có vẻ Sida thần trưởng lắm anh em nhở. Ui. Ui.
đấm cho cái thằng Moria. Thằng này thằng đội trưởng nó khỏe lắm. Đừng chết nha bạn ơi, một nửa máu rồi. Ây của mình khỏe phết. Ây à, chết rồi. Yes. Nice. Hay quá. Nhờn với bác à. Thằng anh em không dám đánh như thế, tôi đánh cho anh em xem. Thế thôi. Bố rộng ngân nga đã bị hạ gục. Ôi nhưng thằng này mạnh quá. Thằng ở trên này mạnh quá, không ăn nổi. Nó đấm cho vỡ mồm luôn bây giờ. Mình lên là mình nó đấm cho vỡ mồm. Thề. Game như lờ. Ơ à, không ai đánh à. Ôi thuyền trưởng chỉ được một lần đánh thôi ạ. À. Mình đánh thằng mạnh rồi. Mình giải quyết thằng mạnh nhất cho anh em mình nhá. Anh em sợ thằng này đúng không? 11 sao à? Vã cho sấp mặt luôn. Nhờn. Nhờn với bác à? Ok, đánh này nào bạn ơi. 417.000 lực chiến rồi. Bây giờ mình cũng khá mạnh rồi anh em. Này thì mình đánh cái này nó qua đi. Cái này gì à? Ui. Ô, 7 triệu mấy này. What the hell man? Tại sao đánh nó có 7 triệu mấy ta? Thằng này nó khỏe hơn hay sao nhở? Ô, khỏe quá. Thằng này khỏe quá. Mình thường mình được mười mấy triệu mà. Tại sao hôm nay được có 7 triệu mấy nhở? Không thể hiểu được. Không thể tin được. Không thể hiểu từ tại sao luôn anh em ơi. À, đánh tí luyện tập nhở. Nói chung là team mình hiện tại đang ngon rồi. Ngon stream rồi. Lực chiến nó khá ổn anh em. Mình xem thằng nào mình nó vả mình hôm qua không? Mình trả thù cái nhở. Bên đấu này. À, 391 à. Không biết ăn được không nữa. Hy vọng ăn được. Hôm qua đánh mình sợ quá nhở. Ui. Ace 200. Nó bị choáng rồi. Nó bị choáng rồi anh em ơi. Ôi đóng băng ạ, đóng băng ạ. 160. 365 cực cực. Fist Tiger có cái choáng nữa. Hay chưa anh em. Cái tàu Fist Tiger khỏe lắm. Anh em nên sử dụng cái tàu Fist Tiger nha. Tàu của tôi thì chẳng có gì cả, bình thường. Cái này có 40% cái choáng cơ. Moria, lên Moria trước. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Con này vỡ mòm rồi. Thằng kia nó bị chết anh em ạ. Ui, Moria đai rồi. Fist Tiger không gây choáng à. Mày Warakil, ui, thắng rồi. Nhờn với anh à, anh yếu cấp hơn chú nhưng mà anh vẫn thắng được nha. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.